Kính thưa quý vị, có một vài tiết mục trong chương trình ngoài ý muốn đã làm cho kéo dài hơn chương trình. Kính quý vị kiên nhẫn, chúng ta còn một số tiết mục nữa. Buổi chiều hôm nay tôi xin được vắn tắt trình bày sơ lược về sự thành lập các hội thánh liên hệ phái tại vùng Houston. Chúng ta không có thời giờ để nói tại hải ngoại và Hoa Kỳ, mặc dù chúng tôi đã có chuẩn bị rất nhiều tài liệu. Xin cho đi nhanh một tí. Kính thưa quý vị, năm 1975, những người Việt Nam đã rời khỏi quê hương để đi tìm tự do. Vào đầu tháng 7 của năm 75, tôi, mục sư Nguyễn Hữu Ninh, đã hướng dẫn một số các tín hữu tại West Island và Fort Sharpy để đến tại thành phố này. Khi tại văn phòng thiện nguyện CME, tôi làm việc tại đó do mục sư Roman mời làm việc trong một tháng. Và khi tại đó, tôi đã dùng điện thoại Viễn Liên để liên lạc với mục sư Livingston tại thành phố này. Chúng tôi với ông quen biết rất nhiều. Khi ông ở Quảng Ngãi, thì sau đó tôi cũng đi ra Quảng Ngãi, từ Sài Gòn ra Quảng Ngãi. Rồi sau đó ông về Sài Gòn ở đường Chi Lăng. Thì một tháng trước khi đi Mỹ thì tôi ở cái nhà của ông ở Chi Lăng sau cái quán bò bảy món. Khi đến tại Fort Sharpy, chúng tôi gọi điện thoại và ông biết gia đình chúng tôi đang ở tại trại tị nạn. Hội thánh Fort Island rất là nhỏ, nhưng mà với tấm lòng rộng mở của ông bà của hội thánh đã bảo trợ một số các gia đình tín hữu. Và các gia đình tín hữu đó với ba chàng thanh niên độc thân đã đến tại thành phố này, đó là Nguyễn Văn Toại, Trần Tử Hồng Sơn và Trần Văn Hạnh, có quả phụ sư Nguyễn Hữu Khanh và trường đạo Hà Minh Vinh. Nhóm người này đã có mặt tại Houston và nhóm họp lại vào chiều Chủ nhật ngày 3 tháng 8. Khi tại Fort Sharpy, mục sư Trương Văn Tốt đã được tổng hội bổ nhiệm làm giáo hạt trưởng, gọi điện thoại cho tôi biết rằng mục sư đến nay ông sẽ đến tại San Jose để phục vụ Chúa tại đó, vì có rất nhiều tín hữu được thành lập tại đó mà không có mục sư. Trong thời gian một tháng đó, tôi liên lạc với mục sư Livingston và cầu nguyện. Lúc bấy giờ Tết này không có một hội thánh nào, không có một cái plan nào để mở hội thánh, chỉ vùng từ Nam Cali đi lên đến miền Bắc, đến cựu Kim Sơn, đến vùng Midwest là Lincoln là hội thánh đầu tiên thứ nhất, rồi đến Omaha, vân vân. Không ai nghĩ đến vùng Texas này. Khi chúng tôi ở tại Fort Sharpy và làm việc với người tị nạn thì biết có một số người, các sĩ quan, có một số đồng bào đi đến vùng này. Thì tôi cầu nguyện Chúa và trả lời với một sư tốt rằng chúng tôi muốn đến hầu việc Chúa tại vùng Texas, có một cái khải tượng tại đó. Thì ông nói rằng được, thì một sư tôi đến đó, chúng tôi sẽ đổi người đi đến San Jose. Trong ý chỉ tốt lành của Chúa, thì một nhóm nhỏ chỉ có 19 người, chỉ có vài 5-3 người lớn tuổi và còn lại là các em đến tại thành phố này, và cộng thêm gia đình của chúng tôi là 5 người, tổng cộng 24 người được hội thánh bảo trợ và đến tại thành phố này. Ngày 17 tháng 8, hội thánh được thành lập. Nhóm học đầu tiên có cử ban chấp hành của hội thánh, ban chấp hành thanh niên. Trần Tử Hồng Sơn, Nguyễn Hữu Tịnh và Trần Văn Hạnh. Đây là cái hội đồng truyền giáo đầu tiên, không phải năm 72, 76. Cái này lá cờ quốc gia tại Fort Island, ông mục sư Josephine và mục sư Livingston. Hội đồng truyền giáo thứ nhất. Sau đó thì chúng tôi không ở Fort Island ở Hyde Park nữa, mà phải mưa đi đến tại trên đường Bel Air
Methodist Gethsemane trên đường Bel Air gần cái shopping. Đó là ban thanh niên. Lúc đó sẽ thấy có nhiều có ông Lý Công Thuận, là lúc đó là thư ký hội thánh làm ở NASA và bây giờ là mục sư. Thấy có cái hình của ông Trần Quang Hồng. Ông Khánh có nhìn thấy cái hình ai đó không? Dạ, ông Khánh Phạm Hồng Quân. Nhà thờ đó xem hôm đó không có chụp đuổi đâu, nhưng chỉ là một nhóm thôi. Đây là một cái khóa huấn luyện đặc biệt, không biết ông Sư Khánh còn nhớ không? Gồm có nhiều thanh niên trẻ. Lúc đó khoảng từ tháng 10, 11, 12 đến tại nhà thờ vào chiều thứ Bảy. Trong đó có ông Khánh đứng phía sau, có lúc đó có Hà Quang Ngọc, có Đặng Ngọc Phú, có một số. Bây giờ Hà Quang Ngọc là mục sư Bắc Kiết, ông mục sư Khánh đây, có Nguyễn Phước Bảo Thắng và một số các sinh viên, các thanh niên khác thì đi học đại học và đi ra. Lúc đó tôi đến mỗi tuần và học về cái khóa huấn luyện lãnh đạo rồi đi rao giảng tin lành, đi rao tin lành, đi gieo giống tin lành. Đây là một nhóm tín hữu mới tại một cái địa điểm thứ ba là tại ở trên đường Lon Pon, có gia đình của bà Hoàng Đức Thành với mấy cô, có cô con gái bây giờ có chồng là mục sư và một số tín hữu cái lễ bắt tên ở tại Lon Pon. Các tín hữu nhóm ở bên trong cái gym room. Quý vị thấy tôi ở tại thành phố này cho đến năm 86, Chúa kêu gọi đi đến mở hậu thánh ở Omaha, thì sau đó hậu thánh vắng một năm không có quả nhiệm. Khi đến 36 năm tại hải ngoại thì tôi thành lập hội thánh đầu tiên tại đây. Hội thánh thứ nhì là ở Omaha, cũng là một hội thánh mới ở tại Omaha, kiêm lo hội thánh Lincoln, rồi giúp cho cái hội thánh Des Moines. Lúc bây giờ mục sư Phạm Xuân Hiển bị bệnh không có thể lo được thì cũng chạy qua bên Des Moines. Có một số các tín hữu ở vùng North của Omaha là chưa khi đi, bây giờ cũng có hội thánh, và hội thánh Omaha đã có tạo mãi cơ sở nhà thờ đó 3 năm. Sau đó thì cái hội thánh thứ nhì là một chư tần thanh niên. Hội thánh thứ ba là nhóm tín hữu. Hội thánh thứ ba là một chư Lê Thành Nhân tới mở cái nhà thờ gần kế bên nhà thờ Gethsemane Methodist của chúng tôi. Mục sư Quỳnh Quốc Khánh. Kế đó là ông Trần Quang Hồ, là một thư ký trong hội thánh chúng tôi, có cái hình chụp khi nãy. Ông mở hai chỗ là ở đường khu vực 2, đường 14 và West Oak. Nhưng mà sau vài ba năm thì ngừng. Ông Mục sư Võ Quốc Vinh ở trên 149. Sau đó